Xin chào các bạn nhỏ, ngày hôm nay Ruby sẽ cùng các bạn tìm hiểu về các loài động vật bằng tiếng Việt và tiếng Anh nhé. Chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi. Học cùng Ruby TV. Con gì đây? Con kiến. Ant. Con kiến. Ant. Con kiến. Ant. Wow. Con gì đây? Con báo. Panther. Con báo. Panther. Con báo. Panther. Wow. Con gì đây? Voi biển. Walrus. Voi biển. Walrus. Voi biển. Walrus. Wow. Con gì đây? Con cáo. Fox. Con cáo. Fox. Con cáo. Fox. Wow. Con gì đây? Gấu mèo. Bear cat. Gấu mèo. Bear cat. Gấu mèo. Bear cat. Wow. Con gì đây? Chuột lang nước. Water caprine. Chuột lang nước. Water caprine. Wow. Chuột lang nước. Water caprine. Wow.
con gì đây? Cá nóc. Puffer. Cá nóc. Puffer. Cá nóc. Puffer. Wow. Con gì đây? Cú mèo. Owl. Cú mèo. Owl. Wow. Cú mèo. Owl. Con gì đây? Con nhện. Spider. Con nhện. Spider. Con nhện. Spider. Con gì đây? Châu chấu. Grasshopper. Châu chấu. Grasshopper. Châu chấu. Grasshopper. Wow. Con gì đây? Chim sẻ. Sloth. Chim sẻ. Sloth. Chim sẻ. Sloth. Wow. Con gì đây? Chuồn chuồn. Dragonflies. Chuồn chuồn. Dragonflies. Wow. Chuồn chuồn. Dragonflies.
Các bé ơi, vậy là hôm nay Ruby đã cùng các bé học về các con vật bằng tiếng Việt và tiếng Anh rất là vui. Hẹn gặp lại các bé trong các bài học tiếp theo cùng Ruby TV nhé. Tạm biệt!